cả nhà cơm. À, ông ăn đi. À. Ăn đi con. Hương à. Dạ. Tự nhiên sao má thấy thèm thịt gà kho gừng quá à. Mai con chịu cực đi chợ mua về kho cho cả nhà ăn nha con. Ờ được đó. Món đó tôi cũng thèm. Về lại lâu lắm rồi cả nhà mình cũng chưa có ăn. Ba má đòi hỏi quá à. Già cả rồi thì ăn cái gì không được. Thời buổi kinh tế thị trường, vật giá thì ngày càng leo thang. Con lo cho ba má kiểu này chắc không. Đi. Nhìn gì mà nhìn? Ngon về cục cặp cùi đi. Được sáu gì mình ăn mà. Của em 250. Cho em gửi. Cho chị gửi. Như vậy chị 150. Cảm ơn. Cảm ơn em nghe. Mai một giờ ủng hộ chị nghe. Con 13. À. Ăn đi con. Con cảm ơn bà. Ừ. Nhiều vậy con. Mai mốt con đừng có mua nữa. Đồ ăn nhiều quá. Làm sao mà ăn hết được. Ha. Má con nói đúng đó con. Vả lại ba má cũng đã già rồi. Có gì ăn đó cũng được. Con đừng có bài vẽ nhiều quá. Tốn kém lắm nha con. Dạ con biết rồi. À. Sao ba má lại nói như vậy? Tụi con phải có trách nhiệm và bổn phận lo cho ba má. Ba má thích ăn gì, đi du lịch ở đâu thì cho vợ chồng con biết, để vợ chồng con còn chiều theo ý ba má. Ba má thấy hai vợ chồng con hạnh phúc được như vậy, ba má cũng mừng. Thôi ăn cơm đi. Nè con. Con cảm ơn ông. Con mời má. Ừ, má cảm ơn con. Nguyên nè, con ăn nhiều vô nha.
Bà nội cho con nè. Con cảm ơn bà nội. Ừ, ăn đi con. Con ăn đi con. Bà ăn cái này nha. Ừ. Ông ăn đi. Bà má dưới suối vàng có linh thiêng thì nhớ phù hộ cho gia đình tụi con. Bà má muốn cái gì tụi con cũng cúng hết á. Dạ, con xin ba má hãy phù hộ cho tụi con. Dạ tạo. Mẹ mày. Qua bên kia đi con, qua bên kia. Đến đây. Ba má già rồi, ăn thịt cá làm cái gì? Thịt để cho tụi nhỏ nó ăn. Đây nè, rau nè, ăn đi. Già mà còn ham hố. Thôi, kệ ông bà đi anh. Quan tâm làm gì cho mệt. Nè, ông xã yêu của em, ăn một miếng đi nè. Bà xã yêu của anh cũng là một miếng nhỏ nhỏ đi nè. Má đòi hỏi quá à. Già cả rồi thì ăn cái gì không được. Thời buổi kinh tế thị trường, giật giá thì ngày càng leo thang. Con lo cho bà má kiểu này chắc không.